Tại huyện Tuyên Hóa, tính đến 14 giờ ngày 5 tháng 11, mưa lớn đã gây ngập cục bộ ở một số địa phương. Cụ thể, cả cầu tranh vào bản chuối và bản ke xã Lâm Hỏa bị ngập từ 0,5 đến 1 m chia cắt cục bộ 81 hộ dân với 352 nhân khẩu. tuyến đường Hư Hóa đi Mây Hóa bị ngập sâu khoảng 1 mét. Sổng 1, thôn Tân Lâm xã Ngư Hóa bị chia cắt 8 hộ dân với 21 nhân khẩu. tuyến đường Liên xã Thạch Hóa, Đông Hóa bị ngập. Một số câu tại xã Đông Hóa như cầu Tang Bồng, cầu Súng Mè, cầu Hơi Hơi, cầu Đồng Khe bị ngập từ 1 đến 3 mét. Ngoài ra, nhiều cầu ngầm tràn, nhiều tuyến giao thông ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông tạm thời nhiều khu vực. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở và nguy cơ sạt lở ở một số điểm trên địa bàn huyện. Chính quyền các địa phương đã vận động sơ tán 15 hộ dân với 56 nhân khẩu nằm trong khu vực sạt lở ở thôn Thuần Tiến, xã Thuần Hòa, 39 hộ dân với 129 nhân khẩu tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Đồng Lâm, xã Đức Hòa hay hộ dân với sáu nhân khẩu tại xã đông hóa